Chào 500 anh em. Chiều nay mưa lớn gây ra đại hồng thủy, ngập nhà luôn rồi các bạn. Trời ơi, mấy chục năm nay nhà mình đâu có ngập đâu mà bữa nay ngập luôn, các bạn thấy không? Thật là kinh hoàng. Ngập từ trước ra tới đằng sau luôn. Đó, các bạn thấy không? Nhà bên nhà bếp gì cũng ngập hết trơn, hết trời. Bây giờ mình xuống bếp mình lấy cái thau, mình ra mình trèo vô thau mình ngồi, chứ bây giờ nó ngập hết trơn rồi. Biết ngồi ở đâu thôi, vô thau ngồi luôn. Không còn sống, nước dân tràn lên mái bờ. Anh về quê em, khắp nơi như là biển khơi. Chập chờn mái tranh ngôi lên giữa ngọn triều dân, những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Bao ngày trôi qua lũ cao dần thêm nữa rồi, không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi. Mẹ ngồi dưới mưa tay ôm ấp trẻ lằn cắn, xóm làng chìm trong những nỗi đau này. Ôi nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao dâng theo bao nỗi sầu đau. Ôi nước tràn bờ đi, nước tràn bờ đi, tan thương khắp mộ mọi người đã theo dõi video của mình ha. Hãy like, share và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.